Rồi, xin chào mấy anh em ha. Em chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em mấy cái vò bẫy cua gáy với mấy cái túi đựng túi đeo chéo anh em, mình có thể đựng lo. Thì đầu tiên làm giới thiệu cho anh em là mấy cái hàng vò bẫy cua gáy ha. Thì vò bẫy cua gáy này thì bên em bán hàng cấp độ C7 nha anh em. Thì em bán cấp độ C7 ha, em không có bán C4 nha anh em. Thì cái dòng C7 này là cái dòng nhiều anh em xài nhất nè. Thì cái dòng này là cái dòng nó siêu mịn nha anh em, siêu mịn dòng tàng hình ha. Thì cái dòng cấp lưỡi C7 này á, thì hiện tại thì em đang bán là ba dòng nghe nè, dòng chữ O, chữ U và chữ C ha. Em có đủ về dòng cho nghe nè, ba dòng ha, dòng Thái, dòng Malai và dòng Việt nghe nè, Thái, Malai, Việt ha, ba dòng nghe nè. Thì theo sở thích của anh em thôi. Thì cái mấy cái mẫu này thì em bán nhiều lắm, thì em bán có đầy đủ nghe nè, 5 chân, 7 chân và 10 chân nha. Thì 7 chân thì em bán là 90.000, 10 chân là 130. 7 chân là 90.000, 10 chân 130 nha nè. Cái này là làm bằng dây siêu bền nha. Dây siêu bền nhỏ mà có khô nha nè. Còn cái chân ở dưới này á là cái chân này là chân đập dẹp nha nè, thép ha, đập dẹp phân chất nhọn nha nè. Cái phen của nó là cái phen liền luôn nha nè, phen găm màu đồng luôn ha, phen liền luôn ha. Các 7 cộng. Dây là dây siêu bền nha nè, phen liền luôn ha. Thì 7 chân là 90.000, 10 chân là 130 nha. Cái dòng này là chữ C này nè. Thì tùy theo cái sở thích của anh em thôi. Nhà anh em thích chữ O, chữ A, chữ C tùy theo, nhưng mà trong cái ba cái dòng này có dòng chữ O là cái chân cắm nó cao hơn hai cái dòng kia. Hay mình để thể mình cầm như chỗ đất mềm anh em đất cát nữa. Cầm thì ok lắm. Thì cái mẫu này thì bán nhiều lắm nha nè. Thường là anh em đi bẫy cua gáy thì thường là ta già xài hàng cấp lũ C7 nha nè. Thì nhưng mà anh em nào mà như mà mới tập chơi hay là ấy đó thì anh em cứ điện em ha, em sẽ tư vấn cho anh em hơn kỹ hơn nha nè. Thì anh em điện em thì anh em đừng điện em từ lúc 11 giờ tới 1 giờ rưỡi nha nè. Thì giờ đó em nghỉ trưa, lúc nghỉ trưa anh em điện em không nghe máy được. Thì qua giờ đó rồi thì em thấy cuộc nhỡ nên nhắn cho anh em, mình sẽ gọi lại ha. Ngoài em bán nhiều lắm nghe nè. Hoặc là anh em có thể đặt hàng á, thì anh em có thể mua đặt bên kênh qua bên những kênh điện tử như là Shopee, Lazada, TikTok thì bên em đều có đăng bán bên đó nghe anh em. Thì bên đó thì em đăng nhiều lắm. Thì bên em khoảng mấy trăm mặt hàng đó, từ quần áo ngụy trang liều lụp đầy có đầy đủ thức ăn khoáng lồng nuôi, thì nó có nhiều mẫu lắm nghe anh em. Thì bên đó thì em đăng nhiều. Còn khi quay clip này thì em quay sơ lược một ít mẫu thôi, mà em quay mỗi ngày nghe anh em, lên clip đều mỗi ngày ha. Rồi cục này là có cục chì này nè, cục chì này thì chị này làm 150g nghe anh em. Bên em bán một chị 150g ha. Thì 150g là nó vừa nhất nha anh em. Vừa nhất ha. Nó không có bay xa được, nó không có bay được nha anh em. Rồi cái tiếp tục giới thiệu cho anh em là cái hàng túi đeo chéo nha. Thì cái hàng túi đeo chéo này mình có thể đựng lo được nha anh em, bởi vì có may thêm cái phần đựng lo ngoài trước nè. Thì cái đuôi quay chéo này là bán cực kỳ nhiều luôn. Bán nhiều lắm nha anh em. Thì cái này mai trông như lớp da dày vậy. Lớp da này anh em mai trời mưa anh em đeo nó không có thấm được vô trong nghe nè. Trời mưa nó không có thấm được vô trong. Cái màu in cũng sắc sảo nữa, màu nè. Anh em coi nè, màu sắc sảo lắm nha nè. Còn cái này cái quai đeo nó chắc lắm. Quai đeo em nhận thợ bên em á nè, mai thêm dày đường chỉ nữa, nó dày lắm mai đó. Khi thường là thường là mình đưa đồng vuông chỉ cái này nè, em nhận thợ mai. Thì cái này là bán nhiều nha nè. Cái này thì hiện tại thì em đang bán giá là 170 nha nè, 170. Cái này là anh em xài là nghĩ lắm nha nè. Cái này xài bền lắm, dây kéo là dây kim loại ha. Còn cái này là cái túi đựng gà gừng nữa nè, túi đựng gà gừng nè. Ở trong cũng vậy nha nè, trong cũng mai giúp da dày lắm. Cái lớp da dày lắm nha nè, nó có mấy cái lỗ ha. Còn cái quai đeo của nó nè anh em coi vậy nè, quai đeo nó chắc chắn vậy đó. Này đựng gà mồi nha nè. Thì trong cái túi gì đây thì nó thường có một cái chân cắm ha, chân cắm này là cắm bằng inox luôn nha nè, có bằng inox luôn. Anh em cần cái mẫu này, anh em đặt hàng điện số điện thoại em để trên tiêu đề á, điện số đó hoặc là nhắn tin Zalo. Còn mà nhưng mà anh không muốn điện em á thì mình có thể qua bên kênh những là điện tử như Shopee, Lazada, TikTok thì bên em đều có đăng bán bên đó nha anh em. Thì bên đó em đăng đủ mặt hàng nhiều lắm. Thì anh em cứ gõ bên kênh Bảy Thép thì nó sẽ hiện lên cái nhà mình đó, mình có thể từ quần áo ngụy trang liều lục hay là lá ngụy trang
dương sĩ, lá bồ công anh thì để mình nghĩ gian lụp chuông đồ đầy đủ cho anh em, lụp chích tục quất mẹt bìm bịp rồi chim giả bìm bịp cúc chích quất đầy đủ hết, bên em có nhiều lắm nha anh em. Em cần mẫu nào thì alo em. Thì một lần nữa em cảm ơn mấy anh em lâu nay ủng hộ em nha anh em. Chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em sau nha anh em.